Rồi, ok. Chúc anh em mình thật nhiều sức khỏe nha. Trước màn hình anh em mình là cái bộ ba huyền thoại mà ngày hôm nay Phạm Thái mời anh em cùng với mình thưởng thức chất âm. Bộ ba này gồm có đôi loa AN3 bánh bò kép mít hở, âm ly đèn Pixer X101C và đầu băng cối Akai huyền thoại 400D. Mời anh chị em thưởng thức cái bài Tình Bơ Vơ. Chế lên, xin được kính dâng quý vị, quý bạn đã dành những thương những mến và đã vun quén cho tên tuổi ngày hôm nay. Tình Bơ Vơ, một bài hát của nhạc sĩ Lam Phương được vay làm chủ đề. Tạ ơn người, tạ ơn đời, trong tiếng hát nửa vời nức nở. 18 ca khúc chọn lọc bởi một số tác giả quen thuộc để kết thành băng bằng tiếng hát Chế Linh. Thank you.
mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, chờ ngày mộng được nên thôi. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lòng. Trong một ngày thơ rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em không cho riêng anh chết trong mộng ngày thơ.